Hello everyone, welcome back to my channel. Cái lúc này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Siren here, SCB 6789. Ok, let's go. Chiếc xe của mình đã bị hỏng và bây giờ thì mình sẽ phải đi tìm những món đồ ở trong này. Và khu làng này thì có Syria nhé, nên các bạn phải cẩn thận, vừa đi vừa phải tìm kiếm xem Syria đang ở chỗ nào. Đây rồi. Wow, ông ta đây, chạy thôi. Mình sẽ cầm bình xăng này đi đổ xăng. Xong thôi. Sau đó thì sẽ vào tìm tiếp món đồ khác. Let's go. Một cái bánh xe. Ok, còn nguyên vẹn. Bánh xe này thì các bạn phải cầm hai tay, cho nên là các bạn sẽ không soi được đèn. Và đi đường cẩn thận, không thì sẽ gặp sự nguy hiểm. Đứng kia không biết làm gì. Mình sẽ xem nó đi đâu. Bây giờ thử ra để mình đi ra ngoài kia rất là khó. Mình sẽ vượt qua đây xem được không. Không vượt được rồi. Oh my gosh. Đài luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai. Đây là một tựa game kinh dị. Continue. Let's go. Ở tựa game này thì các bạn sẽ đi tìm 20 chiếc túi. Và khi đủ 20 chiếc túi, các bạn sẽ vào căn nhà màu trắng kia. Lúc đó các bạn sẽ thoát được khỏi đây này. Và các bạn đã hoàn thành được game. Nó đang gần đây, chuồn đâu. Các bạn phải đợi khi nó đi đường khác rồi các bạn mới sang phòng khác được. Khi nó nhìn thấy các bạn chỉ cần vào một căn phòng nào đó thôi thì nó sẽ không le và nó làm gì các bạn. Nó đang xuống tầng hầm. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng 2 đây.
Let's go. Trên này không biết có gì không? Không có một cái gì cả. Ok. Khi tìm ở trên này chưa đủ, các bạn lại phải xuống tầng hầm tìm tiếp. Bao giờ đủ 20 chiếc túi thôi. Và là tầng này. Rồi nó lên tầng 2 rồi. Bây giờ mình sẽ xuống tầng hầm. Let's go. Đã đủ rồi. Bây giờ thì sẽ lên. Ồ, nó đang xuống đây rồi, chạy con. Nó đang đi theo mình. Không biết mình có chạy nhanh hơn được đó không. Rồi, sau đó thì mình sẽ vào căn phòng này. Ok, đã thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba, Skyrim Kick cho vào đây. Chapter 2. Ok, let's go. Who dares to outbid me? Bà ta đăng nhập và kiểm tra tiền của bà ta. I can't wait to use this on those little brats. Mình sẽ chờ bà ta đi ra đường khác, sau đó thì mình sẽ đột nhập vào nhà bà ta. Đây rồi. Đây là một loại thuốc ngủ. My coffee must be cold by now. Rồi mình sẽ xuống đây và đợi cho bà ta uống thôi. Bây giờ thì mình sẽ ăn trộm chiếc thẻ của bà ta. Bà ta đã bị hơ rồi. Let's go. Đột nhập vào trước máy tính nào. Speeder. Donate. Ok, chuẩn thôi. Just happened. One minute I was drinking tea. What? No! All my money! It's gone! I'm ruined! Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư, East Horror Cloud. Chapter 2.
Rồi, và phần 1 tựa game này thì các bạn sẽ đi tiêu diệt ông Ithoroclan và cứu thoát một người, cứu thoát hai người. Và phần 2 tựa game này thì các bạn phải đi tiêu diệt hang ổ của ông ta. Phần 2 này thì các bạn không phải gặp ông ta. Còn phần 1 thì bởi vì phần 1 các bạn đã tiêu diệt ông ta rồi. Không biết tựa game này có ra phần 3 hay không. Chưa thấy một viên gạch nào ở đây. Đầu tiên thì mình sẽ đi lấy cái Iron Wire. Ok, let's go. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm một viên gạch. Không biết nó nằm ở chỗ nào. Ở đây thì không có này. Đây rồi. Push. Cánh cửa đá mở ra thôi. Ok. Let's go. Skip. Xem trong này có máy khoan không? Không có máy khoan. Vậy thì mình nghĩ máy khoan ở trong này rồi. Mình sẽ lắp cái này vào máy khoan và để cưa những sợi iron wire. Đây rồi. Let's go. Ok. Đến tiếp mục đào, mình sẽ đào ở đây xem có gì không. Rồi, let's go. Sau đó thì mình sẽ đặt quyển sách vào đây. Ok. Skip. Khi các bạn đặt quyển sách vào và các bạn sẽ nói chuyện một linh hồn, thì linh hồn đó sẽ mở cho các bạn một căn hầm. Và trong căn hầm bí mật đó thì có hai quả bom. Các bạn sẽ dùng hai quả bom đó đập vào hai cái bình ga to ở đây. Bình ga thứ nhất và bình ga bên trong kia. Để các bạn phá hủy nơi này, phá hủy nơi mà ông Ishorokdao, ông ta đã từng bắt cóc con người, sau đó thì tra tấn đánh đập. Hai quả bom đi rồi, ok. Cho một quả mình sẽ đặt đây. Quả thứ hai thì mình sẽ đặt bên trong này. Let's go. Okay. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Slenderina.
The School. Từ hôm nay các bạn phải tìm kỹ ở từng căn phòng một, tìm những món đồ. Đó là 8 món đồ này. Các bạn phải tìm thật kỹ nhá. Nếu không thì sẽ sót ở đâu đó, thì lúc đó lại tìm lại thì nó rất là khó và lâu. Mình sẽ sang căn phòng thứ hai. Đôi lúc nó sẽ bỏ sót ở chỗ nào đấy mà nhìn rất là khó, như kiểu nó che cái điểm nhìn các bạn. Oh my god. Một chiếc chìa khóa. Let's go. Mình sẽ vào đây ăn tí máu nào. Ok. Sau đó thì sẽ sang dãy ăn hàng bên kia. Món đồ thứ hai. Đây rồi. Oh my god. Rồi sau đó thì mình sẽ lên trên tầng 2. Oh my god. Các bạn cố gắng tìm xung quanh làm sao để tránh bỏ sót một cái gì đó. Đây rồi, món đồ thứ ba. Con gấu đây. Món đồ thứ tư. Ok, tiếp tục nào. Kiểu một đồ thứ năm, nhìn thấy rồi. Let's go. Tiếp tục sang dãy hàng lang tiếp theo. Oh my god, wow. Hai phòng này nữa thôi. Món đồ thứ bảy. Ok. Và mình sẽ sang phòng bên này nữa. Sau đó thì mình sẽ xuống dưới tầng 1. Có thể vẫn lên tầng 3 để xem nó có bị rơi ở đó không. Ok. Đây rồi, món đồ thứ 8. Đã đủ 8 món đồ, sau đó thì các bạn sẽ xuống dưới tầng 1. Ở đó có một căn phòng. Để các bạn nắp 8 món đồ này vào. Ăn luôn máu đi. Sau
xem còn gì đây không. Đắp cái này vào, ok. Rồi, sau đó thì các bạn lại lên trên tầng 3. Cửa đây đã sẵn sàng để mở ra. Rồi ok. Ở trong này thì các bạn sẽ đặt con gấu vào đây. Rồi let's go, đi xuống thôi. Ok, đã thành công. Và các bạn biết được là con ma này nó là thuộc về ai trong bức ảnh này. Chính là một cô gái ở giữa. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Granny Chapter 2. Let's go. Tựa game này mới update các bạn nhé. Cho lên cái phần phiên bản mới update của tựa game này thì thứ nhất thì mình thấy được là đồ họa đẹp hơn. Và cái thứ hai thì hơi bất tiện một chút, đó chính là cái mà các bạn di chuyển thì nó sẽ chậm hơn phiên bản cũ. Nó không nhanh được như phiên bản cũ. Cho nên các bạn dễ bị bắt hơn. Ok, bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng. Wow, bà ta đang ở đây. Ok. Wow, bà ta đang nghi mình đang ở trong này. Mình phải đứng đợi bà ta đi đã. Sau đó thì mình mới ra ngoài được. Nếu bây giờ mình lộ mặt ra, bà ta sẽ đứng đợi suốt. Và có thể bà ta sẽ đánh mình luôn. Ok, let's go. Bà ta có lôi một con quái thú ở trong này. Và ở nước thì bà ta lôi một con bạch tuộc rất là hung dữ. Cho đêm mai mình rút nước rồi. Chạy thôi. Oh my gosh. Bạn này đi rất là chậm lúc đầu. Wow wow wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Silent Hill. Let's go. Một chiếc đồng đi.
Mình sẽ đi tìm xem có chiếc máy bay đó không. Khi có máy bay thì các bạn gặp CD các bạn có thể phi máy bay, lúc đó nó sẽ nghe cái máy bay đó. Còn nếu không thì các bạn phải đi thật chậm, không thì sẽ bị ông ta bắt mất. Ok, bây giờ thì mình sẽ ra ngoài xem. Sau đó thì mình sẽ đi ra ngoài vườn. Các bạn ra ngoài vườn và tìm 3 căn nhà. Sau đó thì các bạn sẽ trả lời trong 3 căn nhà đó. Hoàn thành được 3 căn nhà đó thì các bạn sẽ hoàn thành được chapter 1. Vẫn chưa gặp ông ta, may thật. Chết rồi, chúng ta không biết chạy kịp được vào trong ngôi nhà đó không. Oh my god, quá to. Wow, ông ta rất là to. Oh my god. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Brandy School. Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. Oh, hi. Great job. That's right. Good one. Problem. Great job. Okay, tiếp tục là. Sleep, sleep, sleep. I don't want to play with no one. I don't want to play with no one. I don't want to play with no one. Món sao bầu thì không ở gần đâu. Mình sẽ để lấy 2 món đồ làm thì lúc đó bà ta ở gần cũng được, không sao cả. Ok, chạy trước rồi. Ở đây các bạn sẽ đi tìm 7 cái sách tất cả. Oh my god. Bị bà phải thử mắt đây rồi. Không biết có thoát được khoảng đây không. Mình không nhìn thấy ông ta đâu. Ông ta đang ở đây. Looks like it's sweeping time.
Không có gì ở đây. Let's play. Wow. Nhớ bắt rồi. Ok, và mình xin phép dừng clip ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.